Sáng tạo không giới hạn trong Metaverse là một phần của chuỗi sự kiện vòng quanh các trường đại học Đông Nam Á nhằm kết nối, lan tỏa và thúc đẩy xu hướng thiết kế sáng tạo mới trên không gian Metaverse. Mới đây, sự kiện đã thu hút 1.500 sinh viên các chuyên ngành đồ họa, thời trang và công nghiệp mỹ thuật số. Tôi tin rằng hiện tại là một thời điểm thú vị dành cho các nhà thiết kế trẻ. Với thế giới Metaverse thì nó đang tạo ra một thế giới mới rất khác biệt với thế giới thực tại, không giới hạn về không gian, trọng lực và phá vỡ các quy tắc cũ. Các bạn trẻ Việt Nam khá là sáng tạo, họ lại làm việc chăm chỉ, nên tôi nghĩ Metaverse sẽ mang lại một cơ hội lớn cho họ. Theo các chuyên gia, việc giới công nghệ dồn mọi sự chú ý vào Metaverse đã mang lại ngày càng nhiều cơ hội cho Việt Nam. Trong top 200 công ty blockchain Metaverse lớn nhất thế giới, có tới 7 công ty Việt Nam. Các công nghệ nền tảng của Metaverse đó là công nghệ 3D và công nghệ blockchain. Thì ở Việt Nam mình có các cái dự án và các cái nhóm làm việc, tôi nghĩ là đã ở cái mức độ là đẳng cấp ở thế giới rồi. Tôi tin rằng với khả năng sáng tạo của người Việt Nam thì mình sẽ tiếp tục dẫn đầu ở trong cái cuộc chơi sáng tạo ở trong Metaverse.